Israel cũng thông báo đã sử dụng hệ thống phòng không Arrow lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột với Hamas từ ngày 7 tháng 10 để đánh chặn một tên lửa được phóng từ khu vực Biển Đỏ hướng vào lãnh thổ của nhà nước Do Thái. Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng trong một với mấy ngàn nhân mã hắn đang hiện có